Xuân Đào FC. Và đối thủ của trận đấu ngày nay đó là cầu thủ 3. Ở trong trận đấu này thì cầu thủ 3 FC sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng xanh và chân giữ phải ở bên phía bên trái trước màn hình của các bạn. Trong khi đó thì cầu thủ Xuân Đào sẽ thi đấu với trang phục sắc xanh đen và chân giữ phải ở bên phía bên trái. Như vậy là hiệp một của cuộc so tài cũng đã được bắt đầu. Anh nhất sẽ được lựa chọn. Nhà tài trợ đồng hành cho chương trình này của trên sóng của Live Bóng Đá đó là thương hiệu tàu hũ Cova. Chia sẻ khoảng khắc gọn nào. Những phần quà sẽ được trao. Rất nguy hiểm. Pha mở tỷ số rất nhanh. Một pha trả bóng hỏng của cầu thủ 3 FC đã khiến cho mảnh lưới của họ rung lên. Và ngay tức khắc các cầu thủ Thuận Đạo đã băng vào và dứt điểm ngay. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Đó là một pha băng vào của cầu thủ Mão số 18. Khánh đẹp. Chắc là một điều đã phạt dành cho các thủ nhà. Chúng tôi chỗ thần và người đã đứng bóng ở về bên trái mà kiểu của nhà không nặng. Rất nguy hiểm, dứt điểm thẳng. Cú sút vào rất ảo dành cho về cánh trái. Tỷ số là 2-0. 2-0 cho các cầu thủ của sân bóng đá Thuận Đạo. Chúng ta muốn xem lại tình huống ghi bàn rất đẹp mắt của các cầu thủ của bóng chủ nhà và nó đến từ pha lập công của cầu thủ bên trái Phong Đăng. Vẫn luôn là một trong những trận sút quan trọng và những pha xử lý rất chắc chắn. Lại là sút xa. Vừa rồi là tình huống. Khánh đen. Dũng Italy. Tuyến 2 cơ hội. Trọng tài đã cho phép lợi thế và chỉ có khoảng cách. Trần Bảo. Lê Khoa. Thu xa không vào. Một pha lý đá bóng của đội chức. Mở tình huống sau khi dành cho số 27 của Tông Anh. Người bởi góc bạc. Nỗ lực đưa bóng ở bên phía cánh phải của Tông Anh. Còn đây là đội trưởng Dũng Italy. Đánh đầu. Tỷ số là 3-0. Một pha bật cao của Khánh Đen. Tình huống vừa rồi có cảm giác như khi bật cao và Khánh Đen đã có một vài giây để chứng lại trên không. Lắc đầu rất mạnh để giúp cho tỷ số 3-0 của bóng chủ nhà. Cú đúc dành cho cầu thủ Mão Xuân Đạo. Lại là Khánh Đen sút xa. Đá đại bác của Khánh Đen và trích dành cho số 18 này. Bóng đi thẳng vào khung gỗ của Lukaku. Và tỷ số là 4-0. Tú Nguyễn. Có khoảng trống rồi. Tú Nguyễn. Cú sút xuất kẹt. Nhưng bóng đã khẽ chạm vào trung vệ Trần Bảo và nó đi ra ngoài. Nỗ lực đáng khen ngợi dành cho số 16 của 3 AFC. Tuy cần một chút may mắn nữa để họ có thể có được pha làm bàn để rút ngắn tỷ số. Bóng sẽ được giao lại cho thủ thành Lukaku. Đây rồi, cuối cùng thì bàn thắng rút ngắn tỷ số cũng đến. Và đó là pha đá bàn dành cho số 16 Tu Nguyễn. Tỷ số được rút ngắn còn 1-4 cho cao thủ 3. Quang Thư đã có một pha làm đường và chuyền bóng khá tốt dành cho Tu Nguyễn. Lần này thì cú sút điểm khó và kiếm Ngô Lợi đi đánh bắt.
Hy vọng là với pha thua làm tỷ số của tôi nó sẽ mang lại động lực tốt cho các thủ ba Hà Nội. Mất bóng nữa rồi. Đứng xuống rất mạnh và một lần nữa tỷ số dâng cao. Nó dành cho cầu thủ mới được tung vào sân đó là số 19 Thích Nghiệm. 5-1. Ngay vừa khi có pha làm bàn rút ngắn tỷ số thì đội bóng chủ nhà tiếp biến rất tốt của Vũ Hải dành cho Thích Em. Chuyển tốt Tuyến Hải. Cú dứt điểm lần này của Thích Em nó đã đi vào phía sau cầu gôn. Trả bóng có lỗi. Đó là một tình huống cố tình đưa bóng về và thủ thành Hoàng Giang cũng đã mất bóng. Nối bóng tốt không vào. Bóng vừa tìm đến xà ngang. Rất nguy hiểm. Được bóng ra ngoài. Đường truyền thì quá cho các thủ ba gì. Văn Lộc. Chúng ta đã cân nhắc những lợi thế cho ba hay trang nguy hiểm. Bóng lại tìm đến xà ngang. 4-2 cho cao thủ ba. Nhưng đó là một pha bóng mà Văn Lộc đã quyết định giữ được thẳng chứ không phải phối hợp. Trong khi có đến 4 cầu thủ áo sọc vàng xanh đã mang đội trưởng U Trần. Đây rồi, Hoa Sĩ. Một phần xử lý rất đều đã quen thuộc cho số 13 Văn Lộc. Tùng Đề Lê Ba. Chính đồng đội lại chặn bóng lại. Vừa rồi hơi đáng tiếc, Trung đang thi đấu giống như kiểu... Vật bóng nguy hiểm. Bóng vừa trôi qua trước khung gỗ của Chu Giật Cảnh. Khá tốt, Tâm Điền đã quay trở lại. Đấy rồi, Tấn Tài không vào. Bóng lại đi lên trời. Thế mà thấy là các bạn cứ nói idol. Chu Giật Cảnh. Đó là pha ra trận của Hoàng Nguyễn. Đây là thời điểm mà U Trần có quyền lên tiếng như thế trước mặt đối trưởng của mình. Chuyện thực nữa là tính tâm Thanh Bình lại làm khó trước mặt đây. Có cơ hội quả trống chân trái. Bóng đi ra ngoài rất đáng tiếc. Thì người cho ta xác định vừa rồi bóng đã chạm vào cầu đụng. Từ đó là chúng ta đã lý nguy hiểm. Nỗ lực xử lý của Tu Nguyễn. Vẫn là Tu Nguyễn. Những pha bóng pha được anh Văn Lộc vẫn còn rất quen. Từng đơn mà quý hiểu. Cuối cùng thì pha rút ngắn tỷ số nữa cũng đến cho các thủ ba Hà Nội. 2-6 rồi. Yêu cầu phải đọc đúng tên của số 13. Không phải Phong Đạt mà đó là Phong Lò. Tùng Đờ Lima. Một pha bóng rất đẹp mắt của Tùng Đờ Lima. Một loạt những pha xoay sở. Vừa rồi thì Hà Phong Ngự, cầu thủ đứng trước Tùng Đờ Lima giống như con quay vậy. Xoay trái xoay phải và rồi tung ra cú dứt điểm và góc xa. Và là bàn đếm nữa dành cho cầu thủ 3 HC. Rút ngắn còn 3-6. Trả bóng tốt. Chúng nó hơi hơi cho được một của Văn Lộc. Đó là cú dứt này cũng đã bất ngờ. Chân trái. Cú dứt rất cảm khi có đến 2 cầu thủ đã sẵn. Bóng đập vào khung thành. Và đó cũng là điều đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giao hữu giữa cao thủ sân số 3 Xuân Đào và 3 HC. Tỷ số chung cuộc là 6-3 nghiêng về cao thủ chủ nhà. Trong đó có 4 hat-trick của Khánh Đen được dành cho Thanh Em. Và pha bóng bàn còn lại là những cái điều đá phạt tốt của Phong Lò. Trong khi đó thì những pha làm bàn đến từ cao thủ 3 HC cũng chuyển được cho rút trò chức năng của các bạn đóng. Nhưng đây là một trận đấu mà khá nhiều khả năng mà đội bóng đã trao cho chúng ta sẽ có được gặp lại vào tối mai. Còn bây giờ anh Yên cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Thật là chào tạm biệt.